đang buồn phiền vì bị trượt môn, vào quán net lại gặp hai thanh niên chơi game ồn ào. Cô nàng mọt sách liền lao vào tác động vật lý, đòi cân tài cân sức, nhưng cái kết quá đau. Theo chia sẻ của chủ quán net, mấy bạn nam là khách quen ở đây, còn bạn nữ là khách lạ. Chắc buồn phiền vì trượt môn, lại nghe các bạn nam chơi game cứ nói tục này kia, nên cô nàng bực tức cho thanh niên một tràng. Ai dè hai thanh niên cú quá phản đêm lại, khiến đàng gái không kịp trở tay. Bố mày cứ nói mẹ là cái gì hả? Bọn em ngồi chơi nói chuyện cả nhau. Liên quan đèo đến mày. Chị đấy nhá. Nhìn cô gái thì đúng chuẩn mò sách rồi, nhưng ra quán net học bài lại muốn mọi người xung quanh yên tĩnh thì kể cũng khó. Các bạn nghĩ sao về câu chuyện này? Cô gái và hai chàng trai, ai đúng, ai sai? Hãy chia sẻ quan điểm của mình cùng Tán TV, cũng như tiếp tục đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức nóng hổi mỗi ngày.